Vâng, xin gửi lời chào chúc mừng Giáng sinh đến quý ông bà anh chị em. Hôm nay, đêm nay, tất cả những người con dân của Chúa khắp mọi nơi trên thế giới mừng đại lễ Chúa Giáng sinh trong niềm vui cùng với toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người công giáo khắp mọi nơi. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho nhau và tạ ơn Thiên Chúa đã Giáng sinh làm người cho chúng ta. Xin ước chi qua thánh lễ Giáng sinh này và mầu nhiệm Giáng sinh Chúa sinh ra làm người, mỗi người chúng ta sẽ có được một sự bình an trong tâm hồn và một niềm vui từ tận linh hồn của chúng ta, bởi vì Chúa thương, Chúa ở cùng, Chúa tha thứ, Chúa ban ơn cứu độ cho chúng ta. Ước chi chúng ta cũng sống được cái tâm tình đó trong mùa Giáng sinh này và trong suốt năm tới. Chúc mừng Giáng sinh, Merry Christmas.